rồi mến cho anh em ha, đây có chiếc mắt máy cài mắt lầy anh em ơi, lầy nặng luôn á, cái thùng một nó bị sụp hết cái bánh đó, rồi nãy giờ mấy anh làm cắt kiểu luôn, đội cái con đội kích này nọ lên để nó nhổng cái bánh bánh mọt lên ha, rồi cả chục tấn ở dưới đất mà nặng lắm đó, rồi giờ ben lên được rồi đó, giờ đang tìm cái thế để mà gỉ nó lên ha, lấy cây lấy đồ kê vô lóc vô, thì ở đây có hai cái con máy cày đi cứu, một con là Ford 4000, một con là Belarus 820, cứu con 825 ha, cái thông số của cái con 820 thì nó khoảng đâu là 85 HP đó anh em, 85 HP hoặc 80 mấy ha, đó, bốn máy. Đây là bốn máy Belarus 4.7 lít ha, nó xài Belarus 4.7 lít đó. Còn cái con Belarus 825 nè thì nó cũng mạnh lắm, cũng 80 mấy HP á, mà nó công nhận vô cái thế này nó chịu không nổi nè, cái này là toàn hai cầu không nha, khủng long tinh anh không có hai cầu không á, khủng long tinh anh hai cầu không nó chịu không nổi ha, bỏ tay thiệt. Anh dùng thế đủ các kiểu luôn nè, anh làm luôn á, bỏ tay hai cầu đó, con này chắc cũng cỡ 200 triệu á các bạn đó, giờ cái thông số bánh của nó là cỡ cái bánh của nó cỡ 38 ha, cỡ 15 năm 38 khoảng đó, khoảng đó các bạn, bánh cái của con 820 này cũng lớn nè, cũng 38 36 gì nè, anh em thấy không, cùng cảnh mấy cái tên ninh ha, cái bánh trước của nó là 11 220, mà không biết mấy cái này mấy anh có thế chưa, có độ lên chưa ha, cái con mới này nhìn nó đẹp ghê chứ, đẹp ha. Trước là có cái con Ford 4000 cũ, con Ford 4000 thì có con cầu, có con giò nó yếu lắm. Ford 4000, Ford 4000 cũ anh em. Ford 4000 thì chạy ra nó có ba máy à, ba máy nó cỡ chừng 55 HP ha, đúng rồi, 55 HP, Ford 4000, ba máy. Động cơ Ford 3.3 lít ha, có một cầu, xác của nó nặng chừng ngàn mấy ký anh em, nhẹ anh em thấy không, khung cảnh mấy cài tên ninh nè, còn 825 này mắc lầy nặng quá, người hoài nãy giờ chưa cứu được nữa, chưa cứu được nữa ha, sắp xong rồi, chờ mấy anh chỉnh tí xíu nữa là sẽ lôi nó lên đó anh em, mình sẽ cố gắng ghi hình cho anh em xem ha, rồi chuẩn bị lên xe, lên xe anh em ơi, còn cái bên nó bị sao vậy ta, để nhanh lên trên cao cao này chút xíu ha, cao này chút xíu, ba tức đâm lên hỗ trợ, hạ xuống chưa hả? Rồi, nào xuống bông. Mình thấy không? Tải nặng. Rồi rồi anh dính. Cái bánh nhìn nó nhổng lên rồi này. Đây, chuẩn bị. Chuẩn bị xe cộ gậy nữa ha. Hai chiếc. Rồi dậy xuống đụ lên đứng trái dây.
Thả xuống, thả xuống đó. Nhẹ 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 lên cái là út cái mua à. Công xài cái bên đầu này. Rồi, đứt dây luôn ha. Đứt dây sách đó các bạn. Mình phải đứng lên nhận cho cái bên nhớt này nó xuống. Cắt cầm ha. 3-4 anh luôn. Belarus 825. Đạp cho nó xuống hết, bơm lên nha. Đuối hả? Cũng lâm mắt lại. Đưa đủ má. Đưa có người có ba làm vậy rồi bắn luôn nghĩa. Đó anh em thấy không? Cảm giác cứu hả? Cách lên. Cách lên, cách lên. Ờ, bơm bên kia luôn. Bó tay.